chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với kênh radio trực tuyến của Trung tâm Con Người và Thiên nhiên. Xuất hiện lần đầu vào cuối năm 2019, đến nay, virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đã khiến hơn 265 triệu người trên thế giới mắc bệnh, cướp đi sinh mạng của hơn 5 triệu người, gây ra một cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế nghiêm trọng trên toàn cầu. Theo các chuyên gia, những biến chủng của COVID-19 với khả năng lây lan cao và kháng vaccine là mối đe dọa lớn với nỗ lực đẩy lùi đại dịch của loài người. Trong số này, xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài viết chi tiết về các loại biến chủng COVID-19 trên thế giới, đặc biệt là biến chủng mới Omicron mới được phát hiện gần đây. Những điều chúng ta đã biết về các đột biến của Omicron, biên dịch An Bình, nguồn CNN sự xuất hiện của biến chủng Omicron đã làm đảo lộn quá trình mở cửa và hồi phục kinh tế sau đại dịch của nhiều quốc gia trên thế giới. Với số lượng đột biến lớn và nguy cơ lây nhiễm cao, Omicron nhanh chóng được Tổ chức Y tế Thế giới liệt vào danh sách những biến chủng đáng lo ngại. Sự xuất hiện của biến chủng Omicron buộc nhiều quốc gia phải đưa ra các biện pháp hạn chế di chuyển. Trong khi đó, các nhà sản xuất vaccine cam kết sẽ tập trung vào nghiên cứu những loại vaccine đặc trị. Tuy nhiên, biến chủng Omicron còn rất lâu nữa mới vượt qua được chủng Delta để trở thành biến chủng COVID-19 phổ biến nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nhớ rằng, trước Omicron đã có nhiều biến chủng COVID-19 từng khiến cả thế giới phải lo sợ, nhưng theo thời gian đã dần chìm và quên lãng. Từ đầu đại dịch, Tổ chức Y tế Thế giới đã phân loại các biến chủng COVID-19 vào ba nhóm là biến chủng đáng lo ngại, biến chủng cần lưu ý và biến chủng đang được giám sát. Trong đó, những biến chủng đáng lo ngại có mức độ nguy hiểm cao nhất, đòi hỏi phải được nghiên cứu và giám sát chặt chẽ. Hiện tại, có tổng cộng 5 biến chủng COVID-19 đang được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là đáng lo ngại. Biến chủng Omicron Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến chủng Omicron hay còn được gọi là B.1.1.529 được phát hiện lần đầu vào ngày 9 tháng 11 năm 2021 sau khi nhiều ca nhiễm dòng biến chủng này được ghi nhận tại Nam Phi. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng phó Dịch bệnh Nam Phi khẳng định, biến chủng mới này có khả năng lây lan mạnh mẽ. Quá trình phân tích chuỗi gen cho thấy, biến chủng Omicron có rất nhiều đột biến đáng lo ngại ở các protein gai, bộ phận giúp virus bám được vào các tế bào của người nhiễm bệnh. Một số các đột biến trên đã được phát hiện ở các biến chủng trước đó và được cho là sẽ làm tăng mức độ nguy hiểm của virus. Một trong số các đột biến này có tên gọi E484A có nhiều điểm tương đồng với đột biến E484K. E484K khiến các kháng thể và protein miễn dịch của cơ thể khó nhận diện virus hơn. Các protein miễn dịch là cơ sở cho phương pháp điều trị COVID-19 bằng kháng thể đơn dòng hiện nay. Omicron cũng có chứa đột biến n 501 y loại đột biến giúp biến chủng alpha và gamma có khả năng lây nhiễm mạnh mẽ hơn virus COVID-19 nguyên bản. Nghiên cứu mới đây của Đại học Texas cho biết, Đột biến N501Y giúp cải thiện khả năng nhân bản tế bào của COVID-19 tại mũi và họng của người bệnh, làm tăng nguy cơ lan truyền virus khi người bệnh ho, hắt hơi hay sổ mũi. Giống như biến chủng Delta, Omicron cũng có chứa đột biến D614G, giúp virus bám chặt vào tế bào của người bệnh. Bác sĩ Peter, nguyên chủ tịch Ủy ban Y tế công cộng của Hiệp hội Y khoa Anh cho biết, nếu chỉ nói về số lượng đột biến thì không thể khẳng định rằng biến chủng này sẽ gây ra nhiều nguy hiểm, mặc dù những đột biến này có thể khiến cơ thể gặp khó khăn trong nhận dạng virus. Điều khiến các chuyên gia lo lắng nhất hiện nay chính là số lượng đột biến nằm ở protein gai của biến chủng Omicron. Đây chính là bộ phận của virus mà phần lớn loại vaccine hiện hành nhắm tới. Đa số các loại vaccine hiện nay sử dụng một phần chuỗi gen của virus và phần lớn đều sử dụng chuỗi gen của protein gai để tạo ra kháng thể. Điều này có thể gây khó khăn cho hệ miễn dịch của người được tiêm vaccine trong việc nhận diện một biến chủng COVID-19 có nhiều đột biến ở protein gai. Cho tới nay, vẫn chưa có đủ chứng cứ để chứng minh cho nhận định trên. Các nhà khoa học cho biết họ cần thêm thời gian để so sánh số lượng các ca nhiễm đột phá là các ca nhiễm COVID-19 ở người đã tiêm vaccine gây ra bởi chủng Omicron so với các biến chủng khác. Các chuyên gia y tế cũng lo ngại biến chủng Omicron sẽ có khả năng chống lại các phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định các phương pháp khác như thuốc kháng virus hay phương pháp sử dụng sờ te do ít, đề nhiều khả năng sẽ vẫn hiệu quả trong điều trị biến chủng Omicron. Theo số liệu từ sáng kiến quốc tế về chia sẻ dữ liệu các bệnh cúm, các ca nhiễm biến chủng Omicron đã được phát hiện tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Nam Phi, Bỉ, Hà Lan, Úc, Canada, Anh, Ý, Áo, Mỹ, Ấn Độ. Để có thể phát hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron, các quốc gia thay vì chỉ sử dụng xét nghiệm kháng thể và xét nghiệm PCR sẽ phải thực hiện phân tích chuỗi gen của virus để biết người bệnh bị nhiễm biến chủng nào. Bên cạnh đó, cũng còn quá sớm để biết được liệu biến chủng Omicron có thể gây ra những triệu chứng nặng hơn cho người bệnh không. Mặc dù Omicron là biến chủng có nhiều đột biến nhất cho tới thời điểm hiện tại, các chuyên gia y tế đều đồng ý rằng việc tiêm vaccine sẽ có hiệu quả chống lại các biến chủng này và khuyến khích người dân đi tiêm phòng sớm nhất có thể. Theo Tổng thống Nam Phi, chỉ 35% dân số trưởng thành của nước này đã được tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Thêm vào đó, Nam Phi có một số lượng lớn người bị nhiễm HIV dẫn tới suy giảm hệ miễn dịch và dễ bị ảnh hưởng bởi virus. Các nhân tố trên có thể là một phần lý do tại sao có nhiều biến chủng của COVID-19 xuất hiện tại Nam Phi. Các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay, giữ khoảng cách, truy vết và cách ly cũng có hiệu quả đối với tất cả các biến chủng của virus COVID-19. Mặc dù các chuyên gia y tế cho biết họ đang theo dõi sát sao biến chủng Omicron, nhiều người trong số này cũng nhận định người dân chưa cần phải lo lắng quá nhiều về biến chủng này. biến chủng delta. Biến chủng delta hiện chiếm phần lớn các ca nhiễm COVID-19 trên thế giới. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Mỹ, biến chủng delta hiện chiếm 99,9% các ca nhiễm tại nước này. Còn được biết đến với cái tên B16172, biến chủng delta có khả năng lây nhiễm mạnh hơn các biến chủng trước đó, tuy nhiên các nhà khoa học vẫn chưa thể đánh giá được mức độ các triệu chứng mà biến chủng này gây ra. Sau khi xuất hiện Biến chủng Delta đã nhanh chóng thay thế biến chủng B117, hay còn gọi là Alpha tại nhiều quốc gia. Delta cũng có chứa đột biến ở các protein gai của virus, khiến biến chủng này có khả năng lây truyền cho cả những người từng bị nhiễm COVID-19. Biến chủng Alpha được xác định là biến chủng đáng lo ngại vào tháng 12 năm 2020, biến chủng B117 hay còn gọi là Alpha đã khiến nhiều chuyên gia y tế lo lắng vào đầu năm này. Biến chủng này nhanh chóng lan rộng tại Anh trước khi lan sang các quốc gia khác, trở thành biến chủng COVID-19 chủ đạo tại Mỹ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ hiện đã hạ mức độ rủi ro của Alpha xuống thành biến chủng đang được giám sát do mức độ ảnh hưởng thấp của biến chủng này. Biến chủng Alpha có 23 đột biến và có khả năng lây nhiễm cao hơn 50% so với virus COVID-19 nguyên bản nhờ vào đột biến mang tên N501I. Biến chủng Alpha hoàn toàn có thể được điều trị bằng phương pháp kháng thể đơn dòng và không có khả năng kháng vaccine. Biến chủng Beta Được phát hiện lần đầu ở Nam Phi, biến chủng B.1351 hay còn gọi là Beta có chứa đột biến E484K, có khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch, và đột biến n 501 i giúp biến chủng này có khả năng lây truyền mạnh mẽ hơn. Biến chủng Beta có khả năng lây truyền cao hơn 50% so với các biến chủng trước đó và có khả năng kháng lại phương pháp điều trị kháng thể đơn dòng. Dữ liệu thực tế cho thấy, Biến chủng này có khả năng lây nhiễm với những người từng mắc COVID-19 và những người đã được tiêm vaccine. Các nhà sản xuất vaccine đã phát triển các mũi tiêm tăng cường đặc biệt để chống lại biến chủng beta do khả năng kháng vaccine của biến chủng này. Tuy nhiên, biến chủng beta chỉ có khả năng kháng vaccine một phần và những người đã được tiêm trước đó sẽ vẫn có sức đề kháng nhất định với biến chủng này. Biến chủng beta đã bị thay thế bởi biến chủng delta tại Nam Phi và hiện được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ xếp vào danh sách biến chủng đang được giám sát. Biến chủng gamma Biến chủng P12 gamma là biến chủng từng lây lan mạnh mẽ tại bờ Giassin nhưng đã không lan sang các quốc gia khác. Biến chủng gamma có hơn 30 đột biến, bao gồm cả đột biến E484K và N501I. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy biến chủng gamma có khả năng chống lại một phần kháng thể của những người từng nhiễm virus và những người đã được tiêm vaccine. Những biến chủng thuộc diện cần lưu ý theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới biến chủng Lambda hay còn gọi là C37. Biến chủng này được phát hiện tại Peru vào tháng 8 năm 2020, trước khi lan sang rộng tại một số quốc gia Nam Mỹ khác như Chile, Bờ Gia Xin và Ecuador. Biến chủng MU từng thu hút được sự quan tâm của cả thế giới khi được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là biến chủng cần lưu ý. Tuy nhiên, biến chủng này đã không lan ra nhiều quốc gia và hiện được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Mỹ xếp ở mức biến chủng đang được giám sát. Biến chủng đang được giám sát bởi Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh. Biến chủng Epsilon là tên gọi được đặt cho hai loại biến chủng có nhiều điểm tương đồng là B1427 và B1429. Biến chủng này mang đột biến L452G, giống như biến chủng Delta, nhưng đã không lan rộng tại Mỹ. Biến chủng Lota 2 B1526 được phát hiện tại New York vào tháng 11 năm 2020. Biến chủng này từng lan nhanh khi chiếm 9% tổng số ca lây nhiễm ở Mỹ nhưng đã hoàn toàn biến mất trong thời gian gần đây. Biến chủng Lota có chứa dạng đột biến 484 giúp virus dễ dàng bám vào các tế bào của cơ thể, đồng thời lần tránh hệ miễn dịch. Được phát hiện lần đầu tại Anh và Nigeria, biến chủng Eta hay B1525 cũng có mang đột biến E484K nhưng đến nay cũng đã biến mất. Biến chủng Zeta hay B2 từng lan rộng tại bờ gia xin vào năm 2020 cũng có chứa đột biến E484K. Không nhiều ca nhiễm biến chủng Zeta được ghi nhận ở các quốc gia khác trên thế giới. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đăng ký kênh radio để nghe thông tin cập nhật hàng tuần từ chúng tôi. Để có thêm thông tin về trung tâm con người và thiên nhiên, xin mời các bạn ghé thăm website, Facebook hoặc YouTube của chúng tôi.